này nha, từng câu một. Câu một, ba chục, một hai ba bảy, hai hai ba bảy, ba hai ba bảy, bốn hai ba chục, năm hai vào khung, sáu hai ba lưu, bảy hai ba ngưng. Chỗ này lấy đà thì mình lấy tinh thần làm và 823 cái tài ra nghỉ cái và đang chưa bằng thì cứ chậm lại 8 2, không có đầu chân của hai người nhất nhất, không có đầu chân hai đầu tiên đúng nhau, đầu chân hai đầu tiên 8 2, cái cuốn dài thôi ha. Rồi nam gần đứng yên đi, nam là chân phải trái lùi sang sau phía, lùi sau phía, lùi phía sau, đúng rồi. Rồi giờ chín cái bên này, kết thẳng tay chín, rồi ở đây chúng ta chuyển tay này, cao tay lên, phải cao tay lên, đúng rồi, đánh mặt qua, rồi đó, thấy chưa, rất ok nha, rồi cái trạng thái này không, 9 2 trở về 3 độ căng trò hết á, rồi ok, được chưa, rồi bây giờ chúng ta sẽ thả lỏng ra và phai nào, 10 2 cầm tay nào, cầm tay, cũng là cầm nhẹ thôi, cầm trùng xuống, cầm thấp xuống, đó, rồi giờ cái này chúng ta sẽ dọc phai lên, số 11, và cho nó đi thêm hơn nha. Bắt đầu 11 2, đó nữa luôn, đó nữa luôn, 11 2 3 thì rõ ràng cái nước mà đó đây, 11 2 là lo nó vô đi lên nữa này. Dù chúng ta chưa đúng nhạc rồi nhưng phải rất khoát cái không gian cơ thể rất rõ ràng, còn chúng ta cứ vội vàng chơi nhạc cũng không chuẩn làm sao chơi nhạc được. Vô nó cũng dễ rồi, ok. Một hai ba, hai hai ba, ba hai ba, bốn hai ba, năm hai ba, sáu hai ba, bảy hai ba, tám hai bước dài, rồi chín hả, đúng là chín, hai ba trở về chung lại. Bây giờ 12 3 11 11 11 2 3 chung lên 12, đúng rồi, một từ đầu 2 2 3 3 2 7 4 2 3 5 2 3 6 2 3 7 2 3 8 2 bước dài rồi chín lên, chín lên, rồi đánh mặt ra này, quay ra đánh mặt của chín này, đánh mặt ra đúng rồi, đây tương đương về là 2 3 chục lần, nhả ra 12 3 chắc rồi, 11 luôn 12 12 23 có thể liên tục nhé, cái 11 liên tục nhé, nghỉ một cái hết 4 thôi liên tục luôn. Cao tay lên, bước động tác tay này cao lên nhé, động tác tay này cao lên, một tay cao lên. 1 2 3 2 2 3 nghỉ, 3 2 thả lỏng, 4 2 3 2 2 vào khung, 6 2 3 nghỉ, 7 2 3 lấy đà, 8 2 bước dài đứng lên, 9 2 3 chung luôn, 10 10 10 2 3 ra luôn, 11 2 3 bước thoát, 12 2 3 1 2 từ đầu, 2 2 3 3 2 3 xoay, 4 2 3 chắc, 5 2 vào khung lên, 6 2 3 lùi, 7 2 3 tiếp, 8 2 bước dài đến đây nào, 9 tay người ra, 2 3 trở về chuyển bàn luôn, rồi xoay luôn, 10 chân xoay thế, xoay bên nào trên đó đảm bảo câu 10 hoàn toàn được rồi.
từ từ cũng nóng này. Chắc 10, 2, 3, chắc 11, 2, 3, chân 12, 2 hết bài 1, 2 từ đầu hướng này luôn. 2, 2, 3, 3, 2, 3, 7, 4, 2, 3, 5, 2 vào khung luôn. 6, 2, 3, 7, 2, 3, lên 8, 2 bước dài đứng lên, 9 là 9 đứng lên, 9 là 2 đánh mặt luôn, đúng rồi, trở về 3, lo trụ lại, mình trụ lại đứng lại ha. Mười, hai, ba, đổ lên, 11, 2 vào khung lên, 12, 2, 3, 1, 2 từ đầu, 2, 2, 3, chất, 3, 2, 3, 7, 4, 2, 3, chất, 5, 2 vào khung lên, 6, 2, 3, 10, 7, 2, 3, chất, 8, 2 bước dài và mũi lên, 9 và sau 3 đánh mặt, 2, 3, chùm, chất, 10, 2, 3, chất, 11, 2, 3, và khung, 12 đúng rồi đó, liên tục ạ, 1, 2, từ đầu, 2, 2, 3, chất, 3, 2, thả lỏng tay hết thoát, 4, 2, 3, về, 5, 2, đón ngay lại, đón ngay lại, 6, 2, 3, lùi, 7, 2, 3, tiếp tục, 8, bước dài ra, rồi 9, căng người lên, rồi xoay vai đánh mặt, 2, 3, về luôn, chất, 10, 2, 3, lùi, 11, 2, 3, lên, 12, 2, 3, tiếp, 1, 2, 3, từ đầu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sao thân mặt ra, rồi thả ra ra. Rồi sang luôn, đúng rồi, sang luôn. Thay ra,